Xin kính chào quý anh chị em đã đến với kênh Phong thủy Quảng Tòng. Quảng Tòng lập kênh này nhằm mục đích chia sẻ những kiến thức về phong thủy, những kiến thức về tu tập tại gia. Quảng Tòng hy vọng những kiến thức nhỏ bé này sẽ giúp cho quý anh chị em hiểu hơn về phong thủy và hiểu hơn về cách tu tập tại gia. Quảng Tòng kính chúc quý anh chị em ứng dụng thật tốt phong thủy và tu tập cho cuộc sống để cho cuộc sống của chúng ta được tốt đẹp hơn. Nếu có điều gì thắc mắc, xin quý anh chị em cứ bình luận và đặt câu hỏi. Quảng Tòng hứa sẽ trả lời một cách nhanh nhất có thể. Xin kính chào quý anh chị em.